success will be 10 for 10. Không ai cho chúng ta hoàn hảo hết cả 10 cái tiêu chí này. So we should not look at this list and say I can't disciple until I have all of these 10 qualities. Và đừng bao giờ nhìn vào cái danh sách này nói, tôi chưa đạt được 10 điểm này cho nên là tôi sẽ không bao giờ môn đồ hóa ai hết. The best way to become competent is to start discipling. Nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta tự tin khi ta môn đồ người khác. Be honest and humble with your disciples. Hãy thành thật và hãy hạ mình khi ta môn đồ hóa người khác. We get in trouble and become ineffective when we come across as a know-it-all. Chúng ta sẽ trở thành không có kết quả khi mình ta nghĩ là chúng ta biết hết tất cả rồi. Start by praying for your disciples, discerning where they're at, and being a vessel for God's work. Và hãy bắt đầu là những cầu nguyện cho những người mình môn đồ cho họ, họ sẽ trở thành nhất binh ở trong Chúa. It's as simple as that. Đơn giản thế thôi. Just start today. Chúng ta hãy bắt đầu vào ngày hôm nay. So this list allows us to think and look at ourselves and how we are doing in these areas. Cái danh sách 10 điểm này giúp chúng ta nhìn là xem cái vai trò vị trí của chúng ta. And we can see where we need to grow and how we can become more effective in our. Thì chúng ta xem chúng ta cần cải thiện chỗ nào chúng ta có thể hiệu quả hơn. So as I go through this list, ask yourself, how can I improve in this area? Và khi chúng ta nhìn vào cái danh sách 10 điểm này, chúng ta xem coi cái lĩnh vực nào chúng ta cần phát triển hơn. But before we start, I want to share a few points about disciple making and the example of Jesus. Và trước khi bắt đầu thì tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện ví dụ trong khi Chúa Giêsu môn đồ hóa. First, it is important to remember that disciple making is not a spiritual gift. Và nhớ rằng là đầu tiên, việc môn đồ hóa không phải là một ân tứ thuộc linh. You will not find discipleship in any of the spiritual gifts listed in the New Testament. Bạn sẽ không bao giờ thấy trong việc môn đồ hóa được liệt kê trong những bản danh sách ân tứ thuộc linh ở trong sách Tân Ước. Often we say, well, that's not my gift. I can't do that. Nhiều khi các bạn nói là, tôi không có cái ân tứ để môn đồ người khác. Môn đồ người khác không phải là một ân tứ. Or I'm not skilled in that, so I'm not going to try. Bây giờ tôi không có đủ kỹ năng nên tôi sẽ không thử đâu. But Jesus doesn't say, as he does with other spiritual gifts, that disciple making is your gift, so make disciples well. Jesus doesn't say, as he does with the other spiritual gifts, that if disciple making is your gift, then make disciples well. Chúa Giêsu không bao giờ đề cập đến việc môn đồ hóa người khác nhiều hơn tứ. Ai ra nói giùm họ. Để bố ta nói. As Ryan talked about, the Great Commission is a command to everyone. Như ra đã nói, đại mệnh lệnh đó là một mệnh lệnh dành cho tất cả mọi người. Jesus says, go and make disciples of all nations. Chúa Giêsu nói là hãy đi và môn đồ hóa muôn dân. He doesn't say go and make disciples if you are talented or if you have the gift for that. Jesus không có nói là hãy đi môn đồ hóa người khác tùy theo cái ân tứ của người. It's a command to everyone. Nhưng mà đây là một mệnh lệnh dành cho tất cả mọi người. John 17:18 says, as the Father sent me, so I send you. Giăng 17:18 nói rằng là Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. We are all sent to do what Jesus did in his ministry. Chúng ta được sai ra để làm những gì mà Chúa Giêsu đã làm trong chức vụ này. And we have to practice to become more effective. Chúng ta phải thực hành để có thể hiệu quả hơn. Just as you practice your handwriting or practice playing soccer to get good. Giống như các bạn thực hành, bạn tập viết càng nhiều thì bạn viết càng đẹp. So we have to practice that disciple making. Chúng ta phải thực hành và thực tập môn đồ hóa. The second point is that disciple making is the natural outworking of any person who loves God and loves others. It's not. It's a natural outworking. It is. Một điều kế nữa là việc môn đồ hóa là một cái kết quả đương nhiên, một cái kết quả tự nhiên xảy ra khi một người đó yêu mến Chúa. So if you love God, you love others, and you love Jesus, you will naturally start to make disciples. Khi bạn yêu mến Chúa, khi bạn yêu mến người khác, thì các bạn tự nhiên các bạn muốn môn đồ hóa người khác. If you actively pursue Christ in your life, if you love Him and desire to do His will, it'll be natural to you. Khi các bạn yêu mến Chúa, tìm kiếm Chúa trong cuộc đời của mình thì cái kết quả tự nhiên là bạn sẽ môn đồ người khác. I have found that when I was being discipled and I was reading my Bible regularly. Khi tôi đọc Kinh Thánh càng thường xuyên hơn thì tôi thấy rằng mình càng phải môn đồ người khác hơn. That God would align circumstances in my life
In conversations I have with truths I read in the Bible. Và Chúa sẽ cho tôi gặp những mối quan hệ, những người gặp mà theo cái thánh của Ngài dạy. So I'd be able to immediately apply what I had learned and read. Và tôi cần phải áp dụng những gì mà tôi đã được học từ Kinh Thánh. Remember, we are to be a vessel for God. Và nhớ là chúng ta phải là những cái bình cho Chúa. So I ask you again, what kind of vessel are you? Và tôi muốn hỏi các bạn là cái bình gì? Imagine a cup of water that has a crack in it. A cup of water that has a crack. Có phải là một cái cốc nước, một cái bình nước không? You pour water into the cup, but it leaks out onto the ground. À, nếu mà một cái cốc bị nứt, nếu một cái ly bị nứt, một cái bình bị nứt, bạn đổ nước vào thì nước nó sẽ xì ra, sẽ rò rỉ ra. People who do not spend time with God regularly are like this cup. Và một người không có dành thời gian cho Chúa thì cũng giống như một cái ly bị nứt. God may be trying to pour into you, but it's leaking out. Đức Chúa Trời muốn đổ đầy các bạn nhưng mà nó cứ rò rỉ ra ngoài. Like the cup, we're not working as we should. Và cái ly nó không có hiệu quả như lẽ ra nó phải. It takes more time, work and effort to keep that cup full. Và nó sẽ cần tốn nhiều sức lực hơn, tốn nhiều công sức hơn để giữ cho cái ly nó luôn luôn đầy. But if you spend time consistently with God, you are like a cup with no cracks. Nhưng mà nếu như các bạn dành nhiều thời gian cho Chúa thì các bạn giống như một cái ly mà không bị nứt. God pours into you, and since there is no crack, it overflows and spills over the cup. Và nếu mà Chúa đổ vào cái ly đó, cái ly của các bạn, cái ly nó không bị nứt thì nó sẽ đầy tràn ra. As God pours into you, you pour into others. Và khi Đức Chúa Trời đổ vào các bạn đổ vào người khác. He is able to overflow into the lives of the people around you. Và nó sẽ tuôn tràn ra cuộc đời của những người xung quanh các bạn. So if you ever feel drained or worn out when you're with your disciples. Có khi nào các bạn cảm thấy mệt mỏi khi các bạn môn đồ hóa người khác? Or feel overwhelmed by the thought of discipling. Cảm thấy mệt mỏi khi mà nghĩ đến cái việc đi môn đồ người khác. I challenge you to spend more time in the Bible, praying and in worship. Tôi thách thức các bạn dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, đọc Kinh Thánh, thờ phượng, cầu nguyện. We have to be consistent in our spiritual life to be effective in disciple making. Chúng ta cần phải consistent, chúng ta cần phải nhất quán trong cái hành trình đức tin của mình, hành trình thuộc linh của mình với Chúa để có thể hiệu quả môn đồ người khác. Let's look at the life of Jesus and who he chose as disciples. Chúng ta nhìn sang cuộc đời Chúa Giêsu và cái cách mà Ngài chọn những môn đồ của Ngài. At the time of Jesus, Jewish culture idolized rabbis. Vào thời điểm của Chúa Giêsu thì trong cái nền văn hóa người Do Thái là người ta thần tượng mấy ông rabbi lắm. All the young boys started out in Jewish school where they decided who's the most talented, gifted and anointed. Và những đứa trẻ lớn lên được đi học ở trường Do Thái thì họ chọn những người tốt nhất, giỏi nhất, xuất sắc nhất để đào tạo trở thành những thầy rabbi. They had to memorize lots of scripture by only 10 years old. 10 tuổi thôi là phải thuộc lòng Kinh Thánh và thuộc lòng rất nhiều Kinh Thánh. When they were 10 and then 13, they sent away those who did not succeed. Và tới 13 tuổi mà đứa nào mà học không xong là đuổi ra, gọi ra khỏi trường. They kept only the best and the smartest. Họ chỉ chọn những đứa bé xuất sắc nhất, giỏi nhất. If by 13 you were at the top of the class, you would become a pupil or a disciple of a rabbi. Và 13 tuổi thì đứa bé xuất sắc nhất trong lớp sẽ trở thành đệ tử của một thầy rabbi. Then from 13 to 30 years old, you followed that rabbi. Từ bắt đầu từ 13 tuổi cho đến 30 tuổi là làm đệ tử đi theo ông thầy rabbi đó. And at 30, you became a rabbi with your own ministry. Và tới khi 30 tuổi thì bạn được trở thành rabbi với cái chức vụ riêng của mình. So this was a very strict and difficult process. Và cái tiến trình này là một tiến trình rất là hà khắc, rất là khó khăn. Jesus went through this. Chúa Giêsu cũng đi qua cái tiến trình đó. But when Jesus went to get his disciples, I'm sorry, Jesus, did none of all this. He did. But when he recruited his disciples, he detoured from the path. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu tuyển chọn môn đồ của Ngài thì Ngài có cái cách riêng của Ngài. He did not go to those students or the rabbis and ask for the sharpest, the smartest of them. Và Ngài không có như các thầy rabbi là tuyển chọn những người xuất sắc nhất. He went to the lake and he chose common men. Ngài đi đến bờ hồ và Ngài chọn những người bình thường. Men who did not make it through that process. Những người mà không thể nào trúng tuyển vào cái vòng thi tuyển của các thầy rabbi. He did not call the trained men who made it through seminary.
Ngài không có chọn những cái người mà được huấn luyện mà sai gửi đi học viện thần học. He chose fishermen, people who had no training. Ngài chọn những người ngư phủ là những người chưa từng học hành, chưa từng được huấn luyện qua. Regular people. Những con người rất bình thường. And this gives us great confidence. Những người rất có lòng rất là tự tin. He did not choose the ones who are self-righteous. Những người Ngài không chọn những người tự xưng mình là công bình. He chose the ones who are willing to follow. Mà Ngài chọn những người sẵn lòng đi theo Ngài. He wanted people who could be trained. Những người mà ham học. Jesus doesn't want someone who thinks they are worthy. He wants someone he can use. Chúa không có chọn những người mà tự cho rằng tôi xứng đáng, nhưng mà Chúa chọn những người sẵn lòng đi theo Ngài. So we should never feel as if we have all the qualities and are perfect. Do đó đừng bao giờ nghĩ là tôi có đầy đủ những thuộc tính, những cái tiêu chí rồi và tôi là người hoàn hảo rồi. If you do, you're doing something wrong. Nếu mà các bạn nghĩ như vậy là bạn đang sai. Because there's always more to learn about our God, and He's continually working in and through us. Vì chúng ta luôn luôn có những gì đó cần học hỏi với Chúa, về Chúa, và có luôn luôn cái gì đó chúng ta cần phát triển. Let's also look at the example of Paul in Romans 16:1-16. Và chúng ta mở ra sách Roma đoạn 16 để xem cái gương của Paul. 1-16. Roma 16. Câu 1 đến câu 5. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sacre. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Beresin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, như cả các hội thánh của dân ngoại nữa cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebenezer, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asia cho Christ. So I want you to just quickly glance over those 16 verses. Tôi muốn các bạn đọc lướt qua nhanh thôi đến câu 16. Make a note of the different names. Và ghi lại những cái tên nhân vật trong những câu 18 này. Here Paul is listing a bunch of random people, brothers and sisters in Christ. Ở đây Paul ghi ra những con người rất bình thường, những người anh em trong Chúa. Men and women who are living it out, people just like us. À, những người nam, người nữ sống đời sống rất là bình thường giống như chúng ta vậy. And notice here he is not referencing their training or experience in school or how much of the Bible they had memorized. Và các bạn nhớ không, Chúa Phaolô không có đề cập đến là những người này đã học hành như thế nào, đã kinh qua những cái trường đào tạo rabbi như thế nào. He references them as co-workers. Và Phaolô giới thiệu về họ như những người đồng làm việc với ông. Those who worked hard for the Lord. Những người đã chuyên tâm phục vụ Chúa. And notice how he's talking about both men and women. Và khi chúng ta nhìn xem, Paul nói về người nam và cả người nữ. Notice how many women are named in these verses. À, chúng ta trong những câu đầu tiên chúng ta đã thấy tên những người nữ rồi đúng không? It's important to remember that women have just as much responsibility to the Great Commission as men. Hãy nhớ rằng là phụ nữ cũng có trách nhiệm để hoàn thành cái đại mạng lệnh giống như đàn ông vậy. Half of the people in the world are women. Bởi vì phân nửa thế giới này là phụ nữ. So think about how many more people we could reach if we include women in this mission. Nếu mà chúng ta cho người nữ tham gia vào chức vụ của chúng ta thì chúng ta sẽ chinh phục được nhiều người phải không? It's clear that the scriptures did this. Kinh Thánh nói như vậy. Discipling is necessary to evangelism, so women must be discipled as well. Môn đồ hóa là một cái quá trình cần thiết trong việc truyền giáo, vì vậy phải cho người nữ tham gia. We need to be empowering women as well as men. Chúng ta phải đào tạo người nữ cũng như đào tạo người nam này. This has been on my heart since we got here. Và đây là tấm lòng của tôi, thưa các bạn. And I feel convicted to share this with you. Và tôi cảm thấy thôi thúc để chia sẻ điều này. So for the women in this room, I want you to hear this. Và đối với những người nữ trong căn phòng này, tôi muốn các bạn nghe điều này. You matter. Bạn là những người quan trọng. You are important in the kingdom of God. Bạn là những người quan trọng trong nước Đức Chúa Trời. Amen. And you are necessary in fulfilling the Great Commission. Và bạn là những người cần thiết để hoàn thành đại mạng lệnh. Jesus needs you. Chúa Giêsu cần các bạn.
And he wants to work through you. Và Ngài cũng muốn làm việc thông qua các bạn. And I would love to pray for you after this lesson if you feel God calling you for more. Và sau cái bài học này, các bạn có thể cầu nguyện xin Chúa sử dụng các bạn hơn. And to the men here, I ask you to hear this. Và đối với những người đàn ông, tôi muốn các bạn nghe điều này. I want you to think about the women in your lives. Tôi muốn các bạn suy nghĩ về những người phụ nữ trong cuộc đời của bạn. Your sisters, your wives, your daughters. Chị, em gái các bạn, vợ các bạn, con gái các bạn. Encourage them and teach them. Hãy khích lệ họ, hãy dạy dỗ họ. Train them. Hãy huấn luyện họ. And empower them so that they may go out and disciple other women. Và hãy thêm sức cho họ để họ đến lượt họ, họ sẽ môn đồ những người khác. We already know that Jesus did not follow the culture of the time. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có đi theo cái lối mòn văn hóa của thời bây giờ. The Pharisees didn't like him. Những người Pharisee không có ưa thích Ngài. He ate with sinners and tax collectors. Ngài ăn ở cái bàn của người tội lỗi, Ngài biến nhà người thâu thuế. He taught women. Ngài nói chuyện với phụ nữ. So we must override culture and move beyond tradition if it does not follow the example of Jesus. Chúng ta phải vượt qua văn hóa, vượt qua những truyền thống nếu như nó không thích hiện với những điều Chúa dạy. So these 10 points I am about to go over are just guide points as we make disciples. Đây là những cái tiêu cho những cái giống như những cái nguyên tắc, những cái guideline trong cái quá trình môn đồ hóa của các bạn. As a teacher, I was trained to reflect after every lesson that I teach. Tôi là một giáo viên, cho nên tôi được đào tạo rằng sau mỗi bài học thì phải ôn lại cho học trò. To look back and think about what went well and what I could change. Để xem lại sau bài học mình dạy, mình cần thay đổi điều gì, cần phải chỉnh sửa điều gì. This kind of reflection is an important process. Suy gẫm hay là ôn lại cũng là một điều quan trọng khi ta môn đồ hóa. It keeps us humble and makes sure that we are always moving forward and improving. Nó giúp cho chúng ta luôn luôn hạ mình, luôn luôn sống ý nghĩa, luôn luôn tìm thấy cái khía cạnh để chúng ta cải thiện hơn. Disciple making should be the same. Môn đồ hóa cũng phải như vậy. So as you go through this list, ask yourself with each point, how am I doing in this area? Và khi chúng ta lướt qua cái danh sách này, các bạn xem coi cái khía cạnh nào trong cuộc đời mình cần tăng trưởng, cần được cải thiện. And how can I improve? Và tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Number one. Thứ nhất, have love for God and love for others by being driven by the gospel. Và hãy để cho tinh lành, hãy để cho tinh lành của Chúa thúc giục các bạn yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Let's read again Matthew 9:36-38. Matthew 9 câu 36-38. Matthew 9 câu 36-38. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khủng khốn và tan lạc như không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. This is when Jesus is launching the disciple-making movement, saying that the harvest is plenty, but the workers are few. Đây là giai đoạn đầu khi Chúa Giêsu tiến hành bắt đầu cái chiến dịch môn đồ hóa của mình. It says Jesus was moved when he looked at the crowds. Kinh Thánh ghi là Ngài động lòng thương xót khi Ngài nhìn thấy đám đông như thế. He ached for them and had overwhelming compassion. Ngài cùng ăn cùng uống với họ và Ngài nhìn thấy điều đó là Ngài nhìn cái điều đó Ngài thấy động lòng thương xót vì họ cùng khổ. After Jesus says that the harvest is plenty and the workers are few, he says pray to the Lord who is in charge of the harvest. Và sau khi Chúa Giêsu nói là mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít, thì Ngài nói tiếp rằng vậy thì hãy cầu nguyện để chủ mùa gặt sai thêm con gặt đến. Pray earnestly before making disciples. Hãy cầu nguyện một cách khẩn đổ. That's where trước khi các bạn cầu nguyện, trước khi các bạn môn đồ hóa người khác. When we pray continually and eagerly, God changes us and our hearts are moved. Khi chúng ta cầu nguyện một cách khẩn đảo với Chúa, nài khẩn Ngài, thì Chúa sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta. So prayer for the harvest leads to passion for the harvest. Nếu chúng ta cầu nguyện cho mùa gặt thì chúng ta phải có cái lòng ham mến mùa gặt, phải ham đam mê mùa gặt. Jesus wants us to pray earnestly so that we can see what he sees. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện một cách khẩn đảo để chúng ta có thể thấy như cách Ngài thấy. And feel what he feels. Chúng ta có thể cảm như cái cách mà Ngài đã cảm. So that when we go out as laborers,
khi chúng ta để khi chúng ta đi ra như những con ngạc, we are driven by the gospel. Thì chúng ta được Tin Lành của Chúa thúc giục chúng ta. That has to be what fuels us. What fuels us. Và cái điều đó sẽ làm chúng ta vui mừng. If you do it because you feel guilty or want to impress people, it won't last. Nếu như chúng ta làm điều gì đó vì chúng ta cảm thấy tội lỗi hoặc là chúng ta cảm thấy làm điều đó để làm ấn tượng lên trên người khác thì lâu rồi sẽ đến lúc quẹt mệt mỏi. It might fuel you for a little while and then you'll realize it doesn't matter what they think. Và các bạn làm một thời gian rồi các bạn thấy là cuối cùng thì họ suy nghĩ gì kệ họ. When you're driven by the gospel, it's a lifestyle. Đúng rồi, cái nếp sống của bạn phải là để Tin Lành của Chúa thúc giục các bạn. Your passion will be because of God's work in you. Cái niềm đam mê của bạn đó là kết quả của việc Chúa làm ở trong lòng bạn. So your motivation will never run out because Jesus never stops working in you. Rồi lúc đó cái động lực các bạn làm việc sẽ không bao giờ là nguội tàn vì có Chúa Giêsu luôn luôn làm việc ở trong lòng bạn. We have to be disciple makers born out of compassion. Chúng ta phải là những người môn đồ hóa người khác phát sinh từ cái lòng yêu mến Chúa, yêu mến Tin Lành. So think about whether you're making disciples out of duty or from the inner passion because you love God and love others. Và chúng ta phải xem xét cái môn đồ hóa người khác vì chúng ta thấy rằng đó là bổn phận của tôi hay là vì tôi yêu mến Chúa và nó phát sinh từ cái lòng đam mê của tôi đối với cuộc đời. Number two, have an eternal perspective. Thứ hai đó là hãy có một cái nhãn quan để nhãn quan đời đời. We are human. We have needs and wants. Chúng ta là con người, chúng ta có những nhu cầu, chúng ta có những cái mong muốn. It's very easy to get caught up in this world and to desire more and more from this world. Rất là dễ dàng chúng ta bị thu hút vào thế gian này. Chúng ta muốn có thêm những điều của thế gian này. We have three enemies here: the world, Satan, and our own flesh. Chúng ta có ba kẻ thù. Thứ nhất là Satan, thứ hai là thế gian, và thứ ba là xác thịt của chúng ta. They want us to be focused on the here and now around us. Và cả ba kẻ thù này muốn chúng ta tập chú vào những cái gì đó của đời này, của ngay bây giờ. They want us to be consumed with ourselves, our money, or possessions. Và nó muốn tiêu đốt chúng ta, thu hút chúng ta vào tiền bạc, vào vật chất. We have to raise our sights above this world and see ourselves as aliens of this world. Và chúng ta phải nhướng con mắt mình lên ra khỏi thế gian này để thấy rằng mình là người lạ của thế gian này. Matthew 6:20 through 21. Matthew 6:20-22. Matthew 6:20 through 21. Từ câu 20 đến 22. Nhưng phải chướng của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối, tên rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nhặt khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. So wherever your treasure is, there the desires in your heart will be. Của cải bạn để đâu thì cái lòng của bạn sẽ ở đó. So I ask you, where are the desires of your heart? Đúng, hỏi các bạn rằng cái lòng của bạn ở đâu, cái khao khát trong lòng của bạn đặt ở đâu. In Matthew 6, it talks about not worrying about what you eat or what you drink or what you wear. Matthew 6, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng có quan tâm là ăn gì, mặc gì. It says our God knows everything we need. Đức Chúa Trời biết hết những nhu cầu của chúng ta. And that He will give us everything we need. Và Ngài sẽ ban cho chúng ta những nhu cầu của mình. So do we truly believe this and are we living like this? Và chúng ta thật sự tin điều này và sống điều này không? If we don't have this eternal perspective, discipleship will be too hard. Nếu chúng ta không có một nhãn quan đời đời thì chúng ta sẽ thấy rất khó trong việc môn đồ hóa. Much time. Chúng ta sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. So often when an opportunity comes along, we say next time. Và nhiều khi cơ hội đến và chúng ta nói thôi để lần sau đi. First I have to do this and then I will. Bây giờ tôi phải làm những chuyện này đã rồi sau đó tôi sẽ môn đồ hóa. Another time when I make more money. Sau này đã để tôi có đủ tiền đã. When I have my life figured out. Khi tôi sống cuộc sống của tôi đã là tôi sẽ làm. But if you aren't making disciples where you are today, whatever the reason is, there will just be another one tomorrow. Và khi các bạn cứ môn đồ hóa ngày hôm nay, bất chấp cuộc đời của bạn như thế nào, thì bạn sẽ có tiếp tục môn đồ hóa ngày mai, sẽ có thêm cơ hội để môn đồ hóa vào ngày mai. And if you feel like you don't have time in your life, then look at what you're spending your time on. Nếu như bạn than là bạn không có thời gian, thì hãy nhìn lại mình đã tiêu phí thời gian vào những việc gì.
Think of the story of Jesus and the young rich man. Hãy nhớ Chúa Giêsu trò chuyện với một người đàn ông giàu có, người trẻ giàu có nọ. In Mark 10 verse 17, a rich young ruler comes up to Jesus and asks him. Trong sách Tin Lành Mác thì có một người trai trẻ giàu có đến với Chúa. Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Lại thầy nhân lành, làm thế nào để tôi có được sự sống đời đời? And this is what Jesus says. Và Chúa Giêsu nói với người trai trẻ giàu có này. One thing you lack. Người thiếu một điều. Go and sell all you possess and give it to the poor. Hãy về bán hết gia tài của mình và phân phát cho người nghèo. And you will have treasure in heaven. Và ngươi sẽ có của cải ở trên trời. And come follow me. Và hãy đến theo ta. The next verse says, at these words, he was saddened. Và cái câu kế tiếp đó là cái người giàu có này buồn bã lắm. He went away grieving for he had so much property. Anh ta bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải lắm. This is a scary story for us. Cái câu chuyện này làm chúng ta thấy kinh sợ. Is there something that God could ask you to give up that would be a deal breaker? A what? A deal breaker that you wouldn't be able to give up. Yeah. Có những điều mà trước khi chúng ta phải buông bỏ mà chúng ta không dám buông bỏ. Number three, know the word, the Bible. Thứ ba là hãy biết Kinh Thánh, hãy hiểu biết Kinh Thánh. We have to read and study it as much as possible. Chúng ta phải đọc và học càng nhiều càng tốt. You have to study and learn something. That's why we go to school. We have to study to learn. That's why we have school. Chúng ta cần phải học, cần phải nghiên cứu để học biết. Vì vậy mà chúng ta mới có trường học. In the same way, we have to study the Bible to know the Bible. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh, phải học Kinh Thánh để biết Kinh Thánh. The Bible, outside of Jesus, is the greatest gift that God gives us. Nếu không kể Chúa Giêsu, thì Kinh Thánh là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người. You don't need the best trainings or the best school. Các bạn không cần thiết một cái khóa huấn luyện tốt nhất, cái tầm môi trường tốt nhất. You don't need the best curriculum or the best speakers. Các bạn không cần một giáo sư lỗi lạc nhất hoặc một tài liệu xuất sắc nhất. All you need is the Bible. Các bạn cần là bạn cần Kinh Thánh. Because he speaks to us and teaches us through the Bible. Vì Kinh Thánh, vì Chúa sẽ phán với chúng ta, sẽ dạy dỗ chúng ta qua Kinh Thánh. So if we are to teach our disciples, we first need to know the Bible. Đó là khi chúng ta môn đồ hóa người khác thì chúng ta phải biết Kinh Thánh của mình. And it doesn't matter how many times you've read something, God speaks to us in different ways at different times. Không kể các bạn đã đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần, mỗi lần mà đọc Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ phán với bạn cách khác nhau. We should be hungry for the word. Chúng ta phải khao khát lời của Chúa. We should desire to spend time in the word. Chúng ta phải khao khát dành thời gian mình cho lời Chúa. So are you hungry for the word? Các bạn có khao khát lời Chúa không? Number four is teach the word. Điều thứ tư là hãy dạy lời Chúa. And in order to teach, we have to know the Bible. Để có thể dạy được thì chúng ta phải biết Kinh Thánh của mình. But we are constantly learning, and we can never know everything about the Bible. Chúng ta phải luôn luôn học, chúng ta phải luôn luôn học vì không có giờ mà chúng ta biết đủ về Kinh Thánh cả. So you have to be honest and humble and willing to study it with your disciples. Chúng ta cần phải thật thà, cần phải thành thật, cần phải khiêm nhường để học trước khi ta có thể môn đồ người khác. They might ask you something about the Bible that you don't know. Có thể là người học trò của mình sẽ hỏi bạn về những điểm ở trong Kinh Thánh mà chính bạn không biết. And that's okay. Be honest with them. Cũng không sao, hãy thật thật với họ. Say, let's look at the Bible and let's find the answer together. Bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh để tìm xem câu trả lời như thế nào. And we teach the Bible not just through our words, but also with our actions. Và chúng ta không phải xem Kinh Thánh chỉ là lời chúng ta mà thôi, mà còn phải là hành động trong Kinh Thánh, có trong hành động của chúng ta nữa. You can't just tell someone how to follow Christ. You have to show them. Chúng ta không phải chỉ nói với người khác là hãy theo Đức Christ đi, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ cho người khác thấy. If you're not modeling it, it's called hypocrisy. Nếu như các bạn không làm gương thì các bạn chỉ là giả hình mà thôi. So this quality is a big assessment of our integrity. Và cái phần này là cái phần liên quan đến sự chánh trực của chúng ta. We have to not just talk about what we study, but show others that we believe it with our lives. Chúng ta không chỉ là nói với người khác những gì chúng ta học, nhưng mà chia sẻ những cái cho người thấy những gì chúng ta tin ở trong cuộc đời mình. Lead by example. Chúng ta sẽ là cái gương mẫu cho họ. If you aren't living it out, why should your disciples live it out? Khi bạn sống được điều đó thì các môn đồ của bạn cũng sẽ sống được điều đó. Number five, communicate the word. Thứ năm, đó là hãy communicate the word. Mm-hmm. Đó là chúng ta hãy truyền thông lời của Chúa.
Not everyone has a gift of teaching. Không phải ai cũng có cái ơn dạy. That doesn't mean that you can't be there, be prayerful and be present. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn không có tham gia vào, không có tích cực vào trong quá trình này. You can still share with them and teach them what you are learning. Cứ chia sẻ với họ những gì mà bạn đã học. You don't have to understand every little detail about the Bible. Các bạn không cần thiết phải biết hết tất cả những chi tiết về Kinh Thánh của mình. You don't have to memorize books or study the ancient word meanings. Các bạn không cần phải là biết hết tất cả những chi tiết trong Kinh Thánh, biết những cổ ngữ của Kinh Thánh. You just have to help them understand what it means to walk in the Spirit. Các bạn chỉ hướng dẫn họ bước đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh là thế nào. You don't need to be a great speaker to do this. You don't need to be a great speaker to do this. Yeah, các bạn không cần thiết phải là một diễn giả xuất sắc để làm được điều này. Like with everything you want to improve at, you have to practice. Giống như những gì, cái lĩnh vực nào mà bạn muốn cải thiện thì bạn phải thực hành nhiều thôi. You have to give it time and work at it. Bạn phải dành thời gian cho nó, phải làm việc. The best way to do this is by starting with your disciples. Và cái cách là dễ nhất là chúng ta thực hành với môn đồ của mình. The more you do it, the easier and more natural it will be. Chúng ta càng làm càng nhiều thì chúng ta sẽ làm thấy càng điều đó càng dễ và chúng ta làm điều đó một cách càng tự nhiên. And if it is from that overflow of your spiritual life. Và điều đó nếu nó tuôn tràn từ cái đời sống thuộc linh của mình. If you are passionate and driven by the gospel. Nếu như các bạn làm điều đó bằng sự đam mê, bằng sự thúc giục bởi tin lành của Chúa. It should be easier to talk about. Thì sẽ rất là dễ dàng. Think about something you are truly passionate about and could spend hours talking about. Bạn hãy nhớ về cái gì đó mà mình thật sự yêu thích, mình có thể dành nhiều tiếng đồng hồ để nói về cái chủ đề đó. Is that how you feel about the Bible? Khi các bạn nói về Kinh Thánh thì có giống như vậy không? And again, you don't have to be a gifted teacher to do this. Và tôi thấy nói lại là bạn không cần phải trở thành một diễn giả. How you teach một diễn giả xuất sắc để làm được điều này. How you teach is not as important as the relationship you have with that person. Sự dạy dỗ của bạn sẽ không quan trọng bằng mối quan hệ của bạn với những người môn đồ của mình. If you have a good, trusting relationship, they will listen and learn from you. Nếu như các bạn có một mối quan hệ đủ để họ tin cậy, thì họ sẽ lắng nghe bạn. You could have the most gifted teacher, but if you don't trust them, you're not going to learn from them. Nếu như các bạn có một giáo sư xuất sắc đi chăng nữa, nhưng mà bạn không tin tưởng anh ta, thì các bạn cũng đâu có học gì từ anh ta. It's that relationship that matters the most. Cái mối quan hệ chính là điều quan trọng nhất. This leads us to number 6. Nó dẫn chúng ta đến mục thứ 6. Be relational. Đó là hãy mở rộng mối quan hệ. This is the foundation for discipleship. Đây là cái nền tảng. Hãy nền tảng cho sự môn đồ hóa. Tức là chúng ta hãy chú trọng đến các mối quan hệ. Without an authentic relationship, discipleship cannot happen. Nếu không có những mối quan hệ chân thật thì sẽ không có quá trình môn đồ hóa. This is easier for some people than others. Có nhiều người thì dễ hơn người khác trong việc tạo dựng những mối quan hệ. But whether or not you are outgoing, you have to go out and engage with people. Nhưng dù gì thì dù, bạn cũng phải đi ra tạo lập những mối quan hệ với người khác. It's easy to become comfortable with your small group of friends or with your family. Rất là dễ dàng và thuận tiện, thoải mái khi các bạn chỉ có một cái nhóm nhỏ hoặc là trong gia đình của mình. It's harder to go out and meet new people and invest in new people. Và khi đi ra mở mang mối quan hệ của mình thì nó khó hơn. It takes practice. Nhưng mà nó phải cần thực hành để làm điều này. That relationship has to happen first. Cái mối quan hệ phải xảy ra trước. As Nick talked about, would you listen to someone you just met try to tell you about your life? Các bạn giống như anh Nick đã nói là chúng ta phải gặp những người, phải xây dựng mối quan hệ với người khác khi chúng ta gặp họ, lắng nghe họ. Probably not. Nếu mà một người mà không có thân với mình đâu muốn kể chuyện với họ. But would you listen to your best friend who has known you for a long time? Nhưng mà bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng kể câu chuyện của mình cho người bạn thân của mình, đúng không? Without relationship, there is no transfer of authentic life. Nếu như không có mối quan hệ thì sẽ không có được sự chuyển tải cuộc đời của mình cho họ. Without the relationship, it's just information given. Nếu như không có mối quan hệ thì cái quá trình đó chỉ là quá trình trao đổi thông tin mà thôi. You need to be a model of Christ. Các bạn phải là một cái gương mẫu, một cái hình, một cái hình mẫu về Đức Christ.
The information means nothing unless we live it out. Thông tin chẳng là gì cả cho đến khi chúng ta sống được điều đó. So what's most important about discipleship is that example that you give them. Cái đó quan trọng nhất trong môn đồ hóa đó là chúng ta phải làm gương cho mình, cho môn đồ của mình. The theology can be corrected. Can be corrected. Thần học thì có thể sửa được. It's important, but you can't afford to be a hypocrite. Sorry. The theology is important, but you can't afford to be a hypocrite. Thần học, nếu lại sai thần học thì có thể sửa được, nhưng mà sẽ tốt rất nhiều như nếu như các bạn học phải một tên hypocrite, giả hình. So be humble and tell the truth. Cho nên bạn hãy khiêm nhường mà cứ nói sự thật thôi. Don't give an example that is not like Christ. Đừng bao giờ đưa mình làm một cái ví dụ mà nó ví dụ là không giống như Đấng Christ. Look at Jesus. He knew everything but was humble. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu, Ngài là Đấng biết hết mọi điều nhưng mà Ngài rất là khiêm nhường. We are not expected to be perfect, but to be faithful. Chúa không có kỳ vọng là chúng ta phải là người hoàn hảo, nhưng mà Chúa kỳ vọng chúng ta là người trung thành, người trung tín. Number seven. Thứ bảy. Is the ability to inspire. Ability to inspire. Yeah. Là cái khả năng mà mình inspire, mình truyền cảm người khác. This does not mean being able to give motivational speeches. Không phải là chúng ta có những cái buổi diễn thuyết truyền cảm người khác. You just need to see the potential that someone has in Christ that they might not be able to see in themselves. Nhưng mà chúng ta có khả năng nhìn ra những cái tiềm năng trong một con người mà ngay cả chính người ta cũng không thấy. You need to see what God sees in them and then inspire them to be what God wants them to be. Chúng ta thấy được một điều ở trong anh ta theo cái cách mà Chúa thấy anh ta, và chúng ta truyền cảm với anh ta thấy ra cái điều đó ở trong chính họ. You have to believe in them. Chúng ta phải tin tưởng họ. One of the most important things is that they know that you believe in them. Một điều rất là quan trọng là phải để cho học trò của mình tin rằng mình tin họ. That they know you love them and that you see potential in their life. Và họ biết rằng là mình yêu mến họ, mình thấy được những cái tiềm năng ở trong họ. In one of my favorite teacher talks, a teacher was hired to work with a really difficult class of students. Một người giáo sư rất là mà tôi rất là yêu mến dạy tôi rằng là một người giáo viên thành công là một người làm việc với những cái sinh viên khó học. These students were very poor. Có thể người sinh viên sẽ rất là người khó học. They misbehaved and they had very low grades. Điểm thấp rồi là học sinh cá biệt. But when this teacher started with this class. Nhưng mà khi một người giáo viên giỏi đó, khi đứng lên lớp đó, she told them that she was chosen to teach them because they were the best students. Thì người giáo viên sẽ nói, tôi chọn lớp này tại vì tôi thấy trong này có những học sinh xuất sắc. And because she believed in them, they believed in themselves. Vì khi người giáo viên tin vào học trò của mình thì những người học trò sẽ tự tin hơn. I want you to think about someone who completely believed in you and how that felt. Tôi muốn các bạn suy nghĩ đến một ai đó đã tin vào các bạn và lúc đó bạn cảm thấy như thế nào. I bet you had a desire to grow into that potential that they saw in you. Tôi dám cá rằng khi bạn biết được ai đó tin tưởng vào mình thì bạn luôn luôn muốn phát triển hơn, đúng không? So how is this done? Và các bạn đã làm điều đó như thế nào? They need to see you giving them your life. Những người môn đồ của bạn cần phải thấy rằng bạn tuôn đổ cuộc sống của mình cho họ. Spending time with someone is the most valuable gift because time is most precious to us. Dành thời gian cho một ai đó, đó là chúng ta đã ban tặng cho họ một món quà quý giá nhất rồi. Tại vì thời gian bản thân nó đã là một thứ quý giá nhất. They will know that you believe in them because you're giving up your time for them. Họ biết rằng bạn tin tưởng họ là vì bạn đã dành thời gian cho họ. Would you spend a lot of time on something that you don't care about? Bạn có dành thời gian cho những gì đó mà bạn không quan tâm không? Your disciples know that. Học trò của bạn sẽ biết được điều đó. Môn đồ của bạn sẽ biết được điều đó. So when you give them their time,
They will know that you believe in them and that they have potential. Khi bạn dành thời gian cho môn đồ của mình thì họ sẽ biết để bạn đang dành điều quý giá nhất cho họ. Number eight. Tin tưởng họ. Number eight. Điều thứ 8. The ability to rebuke. Đó là cái khả năng rebuke, quả trách. You will have to confront and rebuke those you disciple at times. Đó là chúng ta phải quả trách cái người mà chúng ta môn đồ họ. This is hard. Cái điều này là điều khó khăn. But they will listen to you if you have those first seven qualities already in place. Nhưng mà học trò của bạn sẽ lắng nghe khi bạn có được bảy cái điều đầu kia, bảy cái điều đầu tiên kia, bảy điều trước đó. You first have to have that authentic relationship. Và có trước đó, trước khi có thể quở trách người khác, thì bạn phải có một mối quan hệ chân thật với họ. You have to earn the right to give them correction. Bạn phải được họ cho bạn cái quyền để chỉnh sửa họ. They might not like what you say, but they will listen if you have that relationship. Có thể họ không ưa thích cái điều các bạn nói, nhưng mà vì có cái mối quan hệ chân thật, họ sẽ lắng nghe bạn. And they will know that you are speaking out of love for them. Và họ sẽ biết rằng các bạn nói điều này là xuất phát từ tình yêu thương. So speak truth in love. Hãy nói ra lẽ thật bằng tình yêu thương. We have to hold each other accountable and help our disciples stay on course. Phải có một cái sự giải trình accountable để chúng ta giữ cho cái quá trình nó đi đúng hơn. And this requires correction at times. It requires you to correct them at times. Và nhiều lúc cũng sẽ làm tổn thương lẫn nhau. And there are certain people who have earned that right in your life. Có những người là chúng ta thấy là họ có cái quyền đó trên cuộc đời của mình. And if you're wise, you will invite honest rebuke from godly people in your own life. Và có những khi bạn sẽ thấy được rất là vinh hạnh khi mà có một ai đó là một người tin kính Chúa mà họ dỗ các bạn, họ quả trách các bạn. If your disciples see you humbly inviting and welcoming correction in your own life. Và cả người môn đồ họ sẽ khiêm nhường và mời gọi bạn, cho phép bạn chỉnh sửa quả trách họ. Then they will be more likely to invite it into their own life. Then they will be more likely to listen to you. Và lúc đó họ sẽ lắng nghe các bạn hơn và chấp nhận sự chỉnh sửa của bạn hơn. Lead by example. Chúng ta sống bằng sự làm gương. Number 9. Thứ 9. Have a healthy devotional life. Hãy có một đời sống tĩnh nguyện lành mạnh. This goes back to ministry needing to be done on an overflow. Các bạn nhớ rằng là sự mục vụ chúng ta nó phải được thực hiện qua cái sự tuôn đổ. You can't give something that you don't have. Các bạn không thể ban cho người khác cái điều mà bạn không có. So if you don't have an inflow from God. Nếu như bạn không có sự tuôn đổ từ Chúa vào các bạn, then you can't overflow into other people's lives. Thì bạn sẽ không có đổ ra được cho người khác. Không có dòng vào thì không có dòng ra. You have to spend time in the word and prayer and immersion. Hãy dành thời gian cho lời của Chúa, dành thời gian cho cầu nguyện, dành thời gian cho thờ phượng. You have to first have a healthy spiritual life if you're going to disciple someone else to have a healthy spiritual life. Bạn phải là chính các bạn phải có một đời sống thuộc linh lành mạnh trước khi bạn hướng dẫn người khác có một đời sống thuộc linh lành mạnh. We often say practice what you preach. Chúng ta thường hay nói là hãy thực hành cái điều mà bạn giảng đi. And having that healthy devotional life won't just allow you to teach truth, but your disciples will learn from your example. Và khi chúng ta có một đời sống tĩnh nguyện lành mạnh như vậy đó, nó không chỉ giúp cho chúng ta có thể dạy dỗ người khác, nhưng mà nó sẽ giúp cho môn đồ của mình nhìn thấy mình là một gương mẫu. They will see you studying your Bible. Họ thấy các bạn học Kinh Thánh. They will see you worshiping and praying. Họ thấy bạn cầu nguyện thờ phượng. And it will show them what personal worship looks like. Và bạn sẽ cho họ thấy một đời sống thờ phượng cá nhân là như thế nào. It will show them how to have a healthy devotional life. Bạn sẽ cho họ thấy một đời sống tĩnh nguyện lành mạnh là như thế nào. Number 10. Thứ 10. Persevere. Bền đổ. This does not mean persevering towards the result, but persevering regardless of the result.
Ban đổ không phải để theo đuổi mục đích của đời này, nhưng mà theo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời. Let's read James 1 verse 12. Wow. James 1. Gia Cơ đoạn 1. James 1 verse 12. Câu 12. Gia Cơ 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh bảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. There is a blessing that comes with the opportunity presented by trials. Phước hạnh sẽ đến cùng với sự hoạn nạn thử thách. We can rejoice in trouble because they can produce godly qualities in our lives. Chúng ta hãy vui mừng khi hoạn nạn sẽ đến vì nó sẽ tạo ra những cái nó sẽ còn nó lại. Hãy vui mừng khi hoạn nạn sẽ đến vì nó sẽ khuôn đúc cái sự tinh kính ở trong mình. This is probably true as you reflect on your own life. Điều này sẽ đúng khi các bạn chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. The times we learn the most are usually the times of pain, not the times of joy. Cái thời điểm mà mình học hỏi được nhiều nhất là những thời điểm đau đớn chứ không phải là những khoảnh khắc vui mừng. Let's read Romans 5:3-5. Roma đoạn 5 câu 3. Romans 5:3-5. Từ câu 3 đến câu 5. Roma đoạn 5 từ câu 3 đến câu 5. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. And then Romans 8:18 says, yet we suffer now, it is nothing compared to the glory he will reveal to us. Và Roma 8:18 nói là những sự hoạn nạn mà chúng ta đối diện ngày hôm nay chẳng là gì cả so với cái phần thưởng mà chúng ta sẽ được. This is probably the most difficult quality, but also the most encouraging. Có thể đây là một đặc tính rất là thách thức, nhưng mà nó cũng sẽ đi kèm một phần thưởng cho chúng ta. We can rejoice even when it's hard. Chúng ta cứ vui mừng dù là những cái hoạn nạn. It will be difficult. Đó là một sự khó khăn. But if we persevere, there will be a reward. Nhưng mà nếu chúng ta bền đổ thì chúng ta sẽ có phần thưởng. I want to share with you a quick story of a friend of mine. Tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện về người bạn của tôi. Her name's Martha and I went to university with her. Tên của cô ta là Martha. Tôi với cô ấy cùng đi học đại học chung. She's a very strict atheist. Cô ấy là một người vô thần, rất là strict, rất là nghiêm khắc, rất là một người vô thần, rất là nói sao anh cho tiếng Việt nó đẹp, cực đoan. Nói chung là một người vô thần này như vậy nè. So she's very sure that she does not need God in her life. Và cô ta nói rằng cô ta chẳng cần Đức Chúa Trời trong đời mình. But I have a relationship with her. Mà tôi làm quen chơi với cô ấy. She's not my disciple, but I'm investing in her. Cô ấy không phải là môn đồ của tôi, nhưng mà tôi đầu tư vào cô ấy. She lives 3 hours away from my home. Cô ấy sống cách xa tôi 3 tiếng đồng hồ. But she comes and visits us on the weekends. She comes and visits. Thì cô ấy đến và thăm chúng tôi vào dịp cuối tuần. She says that we are like her family. Và cô ấy thấy là chúng tôi giống như là gia đình của cô ấy vậy. And I've been investing in her for a couple years now. Và tôi đã đầu tư vào cô ấy trong nhiều năm nay. And she still is not a Christian. Và bây giờ cô ấy vẫn chưa tin Chúa. But I've seen a difference, small changes in her life. Nhưng mà tôi thấy là có những cái thay đổi nhỏ để diễn ra trong cuộc đời cô ấy. She asks me advice. She asks me advice about things. Và cô ấy hỏi tôi về những điều về thiêng liêng và khía cạnh tâm linh. She'll come to me and ask me my opinion on something. Cô ấy cứ hỏi tôi ý kiến về chuyện này, ý kiến về chuyện kia. Even though she knows that I'm a Christian. Dù rằng cô ấy biết là tôi là người tin Chúa. And when she visits, she comes to our church. Và khi cô ấy đến thăm chúng tôi, cô ấy đi nhà thờ. Even though she's very sure she does not believe in God. Dù rằng cô ấy đi nhà thờ nhưng mà cô ấy không tin Chúa. When we were starting our church, she came and helped us with the building. Và khi chúng tôi mở hội thánh thì cô ấy đến phụ giúp dựng nhà thờ. And last time she said that if she lived with us, that she would go to our church. Và còn cuối cùng cô ấy nói là nếu mà cô ấy sống với chúng tôi thì cô ấy sẽ đi nhà thờ. So even though she still does not believe after years. Và sau nhiều năm cho đến ngày hôm nay cô ấy vẫn chưa tin.
I'm still choosing to invest in her because I see those small changes. À, nhưng mà tôi vẫn quyết định tôi chọn rằng sẽ đầu tư vào cô ấy vì tôi đã thấy những cái sự thay đổi nhỏ xảy ra. It would be easier to give up and say, well, she doesn't believe I'm going to invest in someone else. À, sẽ rất là dễ dàng chúng ta bỏ cuộc. Oh, cô ấy không tin, thôi mình đi sẽ đầu tư vào người khác. But we have to be faithful, and God will take care of the fruit from this. À, nhưng mà chúng ta chỉ cần trung tín thôi, Đức Chúa Trời sẽ lo phần kết quả. We have to trust that all we can do is plant those seeds. Chúng ta chỉ cần chúng ta phải trung tín gieo những cái hạt giống của chúng ta. And God will grow that seed. Và Đức Chúa Trời sẽ làm những hạt giống nó lớn lên. It takes time. Cần phải có thời gian. So I want to encourage you to keep loving and investing in people. Và tôi thách thức các bạn là hãy cứ yêu mến người khác, đầu tư vào người khác. There might be someone like Martha in your life. Có thể là những người Martha giống như như vậy trong các bạn. But persevere. Nhưng mà hãy cứ bền đổ. Act in faithfulness and trust God with that fruit. Hãy cứ hành động, hãy cứ làm trong sự trung tín và để kết quả cho Chúa. So again, these qualities are not to discourage you. Tôi nhắc lại là 10 cái danh sách 10 điểm này không phải là để làm các bạn thấy chán hay nản lòng. But rather to help you know what to work on and what areas to pray to God to help you work on. Nhưng mà là giúp các bạn thấy những cái điểm mà các bạn cần phải phát triển, cần phải cải thiện. He is always working in us so we can always keep improving. Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc ở trong chúng ta để chỉnh, để tinh chỉnh chúng ta. So as I say these qualities again, ask yourself, how am I doing in this area? Hãy cầu nguyện và nói với Chúa cái chỗ nào con cần phát triển hơn. And how can I improve? Và tôi con sẽ phát triển nó lên như thế nào? Being driven by love for God and others through the gospel. Hãy để tình lòng của Chúa, để tình yêu của Chúa thúc giục bạn yêu mến người khác. Having an eternal perspective, thinking and living beyond this world. Hãy có một nhãn quan đời đời, hãy dưới mắt nhìn xa hơn đời này. Knowing, teaching and communicating the word of God. Hãy biết lời Chúa, hãy dạy lời Chúa, hãy truyền thông lời của Chúa. Being relational, investing time in people. Hãy quý trọng những mối quan hệ, hãy đầu tư cho những mối quan hệ. Being able to inspire, believing in others. Hãy truyền cảm cho người khác, hãy đặt niềm tin vào người khác. Ability to rebuke, speaking truth out of love. Và phải quở trách người khác bằng tình yêu thương. Having a healthy devotional and spiritual life. Phải có một đời sống tâm linh cá nhân lành mạnh. And persevering despite the results. Và hãy bền đổ dầu cho kết quả như thế nào nữa. I'm gonna end in prayer. Chúng ta cầu nguyện. Dear God, I pray that you would help us to work on these qualities in our lives. Là Chúa luôn cầu nguyện, xin Ngài giúp chúng con phát triển những cái điểm này. Help us to remember that we cannot be perfect before we start making disciples. Là Chúa xin nhắc nhở chúng con rằng chúng con sẽ không bao giờ hoàn hảo. Help us to just start where we are and act in faithfulness. À, xin giúp chúng con cứ bắt đầu ngay ở tại vị trí của chúng con và chúng con làm điều đó với sự trung tín. If there are Marthas in our life, I pray that we would persevere. Và dù có những điều gì xảy ra đến cuộc đời chúng con, xin giúp chúng con bền đổ. Let us see as you see and feel as you feel. Giúp chúng con thấy như Ngài thấy và cảm như Ngài cảm. Give us your passion for people. Giúp chúng con thương xót người khác. Let us be a vessel you can use. Xin sử dụng chúng con như những cái bình Ngài có sử dụng. And I pray specifically for the women here. Đặc biệt con cầu nguyện cho những người nữ trong căn phòng này. I pray that they will feel empowered to make disciples. Con cầu nguyện để họ thấy rằng họ cũng có vai trò để môn đồ hóa người khác. And to let you use their lives for your glory. Và Ngài sử dụng họ cho sự vinh hiển của Ngài. In Jesus' name, amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.